Hai Vincent. Nhớ anh cậu không? Rồi ok. Chị tiếng hả? Ừ. Không không? Miss nhiều đâu? Kiss à? Thường nhớ Miss Uncle. Miss Uncle. Miss Uncle. Chủ sinh mà nó lẹt xếp xếp liền hả? À, nó bị chủ sinh nó bị tập mũi trong á, tại vì nó đập cái hàm răng nó xuống cái bàn á, xong rồi nó gãy nửa răng, xong cái gãy nó nghỉ lên á, rồi mà nó có phát sinh nó tông rồi tháng tám tháng hậu nhổ hết luôn. Lỡ nhổ hết luôn. Vậy thay đồ tiếp, thay khỏi đi anh. Found the best, best food. Hai đồng à? Bữa nay phát triển bên kia nhiêu không? 28 đồng. 31 đồng. Oh really? My bad. 28. Under 3. Đúng rồi, did we pass? No. Okay, I think it's 6. I think it's 7.